Em xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì mấy hôm nay mọi người cứ hỏi em về cái mấy cái loại dụng cụ bonsai á cả nhà. Thì hôm nay anh trai của em là cái kênh YouTube Ba Ship Mai Vàng á, hôm nay đã gửi về cho em được một số cái kéo cắt cành nè, kéo tỉa rồi dao ghép cây. Nói chung là cũng đủ để cung cấp cho chúng ta ha. Thì buổi chiều hôm nay em xin chúc cho cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe nha, để vượt qua một cái đại dịch lớn nha cả nhà. Thì bây giờ em sẽ quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Thứ nhất là cái kéo của Nhật, đó là cái kéo loại đỏ trắng giá 160.000. Cây kéo này phải nói là xài rất là tốt. Bên vườn mai của em thì cũng rất là hay xài cái loại này đó cả nhà. Chúng ta mời cả nhà hãy cùng xem với em nha. Đây cả nhà ơi, đây nè, mắt in da băng nha. Nó loại này phải nói là xài rất là tốt. Mà cả nhà biết không, trong cái mùa dịch này em đợi hàng kéo về cũng mỏi mòn dài cổ luôn á cả nhà. Trong cái quá trình vận chuyển mùa dịch này em thấy thật tình là cái gì đi nó cũng lâu hết. Đây cả nhà nhìn thấy nè, cái cây kéo bén như gươm luôn nha. Thì cái loại này cả nhà biết không, em sẽ cho chúng ta thử hàng. Giống như là chúng ta nhận hàng thì cứ mở ra rồi lấy cái cây kéo, cây gỗ, cây gì đó. Thì cả nhà cứ cắt thử ha, cắt vô thử hàng bén như gươm chúng ta nhận ha. Đó, hàng như này nè, cả nhà nhìn thấy nè. Nè, cái lưỡi nè, em đo chúng ta cái lưỡi nha. Để cho em nha. Nè, cái tay em mới quay cây vô nhìn thấy ghê cả nhà. Đó, đây, nè cả nhà nhìn thấy ha. Cái lưỡi nè, cái lưỡi một ngón tay ha. Made in Japan nha, loại này chỉ có 160.000 một cây thôi cả nhà. Nói chung nó rẻ hơn hàng chợ nữa nhưng mà xài chất lượng luôn nha. Đó, đây, nếu mà cô chú nào chúng ta cần cái nhu cầu về cái hàng kéo cắt cành thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em nha. Đó, loại này thì ghi rõ cụ thể Made in Japan luôn nha, Nhật Bản nha cả nhà. Rồi, ai muốn cắt, muốn tỉa, muốn làm gì đó thì cứ alo cho em nha. Em sẽ gửi hàng cho chúng ta ha. Thì cái loại này 160 một cây, em không có bao ship nha cả nhà. Cả nhà trả tiền ship giúp em nha. Bởi vì thật ra hàng thì em cũng không có lời nhiều hết, cho nên cả nhà không cảm trả tiền ship giùm em ha. Xin cảm ơn cả nhà. Ba cả nhà ơi, đây là tiếp vào một cái loại nữa nè cả nhà. Đó, cái loại này thì anh em cũng mới gửi về cho em. Tại vì anh em ngay chỗ Đồng Nai cho nên thật ra là cái Đồng Nai thì cả nhà đã biết là giống như một cái tâm dịch rồi. Cho nên là bưu điện không có nhận hàng, cho nên là anh phải gửi về cho em để em gửi cho khách ha. Đó, đây là cái hàng kéo tỉa nè. Đó, kéo tỉa, đây kéo tỉa là giá là chỉ có 80.000 thôi cả nhà. Đó, kéo tỉa nha, giá chỉ có 80.000 thôi. Đây nè, nó kéo tỉa, hàng kéo tỉa này có 80.000. Phải nói tỉa rất là ok luôn, muốn tỉa gì cũng được, tỉa lá, tỉa rồi cả nhà, đây là kéo tỉa nha, giá 80.000 cả nhà. Số lượng em cũng không có nhiều nữa, anh em gửi cũng được vài chục cây à. Em nghĩ bán với vài ngày chứ cũng không đủ hàng. Rồi, tiếp tục là một cái loại kéo. Kéo này là nó xuất sắc luôn. Loại này là đợt rồi công ty nó làm là kéo đỏ đen, nhưng mà hôm nay là nó đổi mẫu thành màu cam cả nhà. Nó nhưng mà cái chất lượng của nó là phải nói là ok lắm luôn ha. Loại này rất là ok luôn. Đó đây, nó đây em sẽ mở cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi, một tay quay một tay gỡ, không biết sao gỡ luôn. Ai gỡ giùm cái. Chị Linh, chị Linh cứu em cái, chị Linh. Rồi rồi, tuột luôn rồi, tuột luôn rồi. Rồi đây cả nhà, nó trời ơi cả nhà nhìn nè, cái nhìn cái lưỡi nè, cái lưỡi kéo nè, nhìn thấy phê không đó. Rồi cái loại này giá có 190 cây à cả nhà. Nó 190 cây ha. Loại này thì thật ra em bán không có lời nhiều đâu, hàng này hàng nội nhập ha, cho nên là bán không có nhiều. Cả nhà trả tiền ship giùm em nha cả nhà. Nó đây giá 190 một cây nha. Rồi tiếp tục là qua cái loại cưa. Đây cưa này là cưa của Đài Loan nha cả nhà ơi, loại này là 140 một cây nha cả nhà. Cái chiều của mặt cưa thì khoảng gai tay của em á. Đó ha, loại này hiện 140 cây nha cả nhà. Đó, loại này 140 cây. Rồi và tiếp tục là một cái cạp. Đây cả nhà, đó cái cạp nha. Đó, cái này cạp này để cho chúng ta biết làm gì không, thì các chuyên gia, các mọi người thì nếu mà chơi kiểng bonsai thì mọi người đã biết cái cây này rồi ha. Cây này thì chúng ta để cạp để mấy cái chỗ mà nó cây nó bị ấy, rồi cạp xong mình tét keo vô rồi đó cả nhà. Đó, đây giá cây này thì 390.000 nha. Cạp nó có hai loại cả nhà, cạp xéo và cạp tròn ha. Đó, ai có cái nhu cầu nào thì chúng ta
được mấy dao đó, dao ghép nha. Ui đây đó, đây đó, đây cả nhà, con dao này là 201 nha, đó xài đã lắm cả nhà ơi. Đó cái này xài xong mình ship lại ha, đó cả nhà nhìn thấy nè, đó rồi 201 nha, 201 con dao này nha cả nhà. Rồi hàng bên đây thì là hàng kéo ha, hàng kéo ơi, toàn cắt cái thùng này ra nhìn chị ha, xé luôn rồi. Thì kéo này là kéo tỉa cả nhà, kéo tỉa nha, đó kéo tỉa đổ ra luôn, đổ ra luôn, nhìn cho nó xung. Được vài chục cây à cả nhà, đó cái này có 80.000 cây nè nha, kéo tỉa nha. Rồi ai thích cái loại dụng cụ bonsai nào thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha, tất cả em đều cho thử hàng trước khi nhận nha cả nhà. Thử hàng muốn tỉa gì đó, tỉa tỉa lá là bén như gươm luôn cả nhà. Đó, cái mũi nhọn này cho nên nó dễ cho chúng ta, dễ rất là dễ ha, dễ tỉa, mình tỉa lá mình xuyên qua mấy cái cành nhánh rồi nó ok lắm. 80.000 thì đó chính là các cái dụng cụ bonsai bên vườn mai nhà em ha. Chúng ta thích cái loại nào thì xin hãy alo nha. Đó cả nhà nhìn cái lưỡi nè, bén như gươm luôn ha. Rồi cái này có 106. Rồi ai thích loại nào alo em nha cả nhà, em sẽ gửi đến cho chúng ta nha. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Xin chào tạm biệt và hãy nhớ bấm đăng ký kênh cho hai anh em nhà em nha, kênh Bà Ship Mai Vàng và Chiếc Chè Bông nha cả nhà. Còn nếu mà bên TikTok thì xin hãy follow nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.